tất cả mọi người ạ. À, xin chào tất cả mọi người nha. Chúc mọi người một buổi chiều luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe, tràn ngập yêu thương. Ok. À, âm thanh ánh sáng thì mọi người thấy có ok chưa ạ? Vâng. Thì là em lên để cho mọi người nếu mà ok rồi thì hai chị em sẽ đi một vèo. Vâng. Rất nhiều xe nó đẹp, nó lướt để lên để phục vụ anh em. Có cả những chiếc xe cổ rất là hợp lý. Rồi. Thì chú tí chú các anh em chú ý đón xem nhá. Vâng. 81. Đấy. Xứng đáng, đẹp, đồ zin rất đều. Vâng, bên cạnh là một cái mẫu SH anh em nhá. 2016, 150 mà giá có 5x thôi, rất bất ngờ đúng không ạ? Một rồi. Chiếc máy 150 bây giờ giá còn có hơn 50 triệu. Thật sự là anh em mua AP chuyển sang SH bình thường. Đấy. Vâng. Những chiếc Way biển Hà Nội 2017 110 anh em nhá. Hàng này bây giờ giá nó hợp lý nên là rất là chạy hàng anh em ơi. Đồ zin vẫn còn đều, máy nguyên, đồ chân nan sáng đẹp đều, có hơn 12 triệu. Cả vâng, đẹp anh, xong. Anh em vào sau cho em xin nút chia sẻ mọi người nhá. Vâng. Sau cho em xin nút chia sẻ. Rất nhiều xe đẹp, xe chất. Để anh em có thể chia sẻ mạnh hơn để được nhiều khách hàng biết đến cái đường line này, biết đến những cái sản phẩm này đúng không ạ? Ờ. Giá nớt 16 triệu đúng không? Giá rất đẹp mà giá tiền cực kỳ nhiều luôn. Rồi. Giá mà em nghĩ đứng giai đoạn này các anh em vào là rất hợp lý. Vâng. Mệnh nổ mệnh hỏa cho em mọi người nhá. Hello. 7.400 cây. Rồi. Chính xác là tráng nước đưa lên bàn. Siêu mới, rồi. Siêu hot anh em nhá, 7.000 cây. 2022. Rồi anh em chờ đón một xíu. Anh em đón xem. Rồi. Rồi, tiếp theo một chiếc Dream 2012, hàng rồi. Mà anh em hỏi đầu đây, hàng rồi, máy zin okay, sơn zin. Đấy, biển em đang không còn. Tỉnh nhưng ra nó một vài các cái chi tiết thì anh em cũng thể thông cảm bởi vì nó bị đất đỏ rồi chạy ở quê rửa nước có thể là cũng chưa hẳn được cái, những cái nước máy nên là nó không tránh được. Đấy. Nhưng mà được cái là máy zin khung sườn lườn lóc rất là đẹp. Biển 26 đúng không ạ? Đúng rồi. Đấy, tiếp theo. 2X thôi. Ờ. Zip zip anh em nhé. 2018. Rồi. Màu ghi chuẩn luôn đấy ạ. Màu ghi chuẩn luôn. Giá chưa đến 10 triệu. Mà 2018 các anh em thấy lốp láp còn nguyên bản. Yêu thương. 98 Bắc Giang. Bất ngờ luôn đúng không ạ? Future. Máy zin. Em vẫn nhớ chiếc này. Thời gian trước có like anh em cọc nhưng mà không biết sau do nhu cầu anh em lên đời hay là xuống anh em lại đưa lại cửa hàng đấy thì thôi em lại lên phục vụ sẽ lại giá hơn mới hơn. Rồi. Xa xa đây là gồm giá cũng rất là phù hợp nhá, một xác, một chiếc xác màu đen của S của em hay gọi là cá mập giả vờ, SH giả vờ đấy, gọi xác cá mập nhưng mà là xe SH giả vờ. Lít 110. Vâng. Bên trong là những chiếc FZ đấy đang có khách đến xem, giá thì yêu thương lắm. Rồi. Chiếc quay đến. Nhanh em nhá, những chiếc xe lít. Rồi. Em chào đón chút thuốc. À đây. Đấy, đáng nghe phải lên đầu cơ, nhưng mà thôi em nó đang chật quá nên là phải chịu khó đứng sau chứ cái hàng Win 100 Indo này thì anh em mình ơi, hơn người. Ngô, quay trắng kia đâu. Rất hợp lý. Ok, quay trắng có quay luôn. Trắng có quay trắng. Anh em chờ em một xíu nhá, mọi người cho hai chị em xin nút chia sẻ để cùng đồng hành với tất cả những khách hàng thì là yêu thương yêu quý, gửi lời biết ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Anh em đã chia sẻ. Rồi anh em lên quả này đi. Quả, chị em mình lên 81. Quả cúp 81 đi. Dòng xe cổ đúng không ạ? Cũng không có xa lạ nhiều đối với những anh em chơi hàng xe cổ nữa rồi. Đấy. Rồi. Từ kim vàng giọt lệ hay những cái bánh dày hay những cái lớp sơn đầy ở trên mặt này trước anh rồi. Hàng tay nắm hay phím bấm củ hay là lớp sơn zin hết kim vàng giọt lệ đấy. Sản xuất thì đăng ký 1993 nhưng đời những năm đầu tiên thì nó rơi vào những năm 87-88 của anh em nhìn này, cái lớp zin rồi zin hết này. Yếm này nguyên bản hết nhá, yếm 81 ra máy này để in ra bàn zin hết, tem zin hết, lườn lóc này anh em nhìn, ốc trục cái những cái lò xo này còn nguyên bản hết, nguyên bản hộp xích vành chân nan nguyên bản hết nhá, từng tư vấn đi lượt rồi anh em nào mà trong nghề thì biết những cái này rồi đúng không ạ, từng cái đuôi lườn đuôi rồi. Bánh dày này, zin hết này, tay thớt này, đều nguyên bản hết từ những các cái ốc này. Các anh em nhìn các cái ốc 10 này, đây cái ốc 10 ngày xưa. Đấy, hay là các cái này vẫn hoạt động, vâng, này, vẫn hoạt động. Đấy. Zin, đẹp không anh em? Zin mà lại còn đẹp nữa nhá. Đây anh quay tiếp. Biển cảnh sát giao thông đúng không? Biển cảnh sát giao thông. Bô này vẫn còn các cái tán nhá. Bô cũng còn nguyên luôn, các anh em thấy ưng chưa? Zin. Sau bao nhiêu năm tháng đúng không ạ? Chính ra là bây giờ gọi là gần chứ không phải nói câu chuyện là 30 năm nữa. Vì những cái năm kim vàng giọt lệ mà nó nổi tiếng nhất là những năm 87, 86. Chiếc này thì đăng ký 1993, 1950. Nổ cho anh em nghe nhá. Một chiếc rồi, hàng là rồi. Máy hay là những quay cao gầm cao lên cho em. Sườn lườn lóc gì hết. Em nhìn này.
Thế là ở trong cái âm thanh ánh sáng hình ảnh nó có đẹp không? Ngoài đẹp lắm anh em ạ. Nó còn zin nha anh em nhé. Đây mặt trên này. Đấy, anh em nhìn từ những cái nút công tác này. Đấy. Đẹp vẫn đang nổ, vẫn đang nổ. Máy đang nổ này, em nghe. Siêu chất anh em nhá. Cũng bảo đang xác định. Trước ok ok chưa? Đồ zin, trên này thì hay ở dưới đây, trên đây. Đây sao đây? Trên đây, chỗ đây. Này là ơi. Chắc phải lên đây à? Theo wifi, wifi đến đâu hai chị em lên đến đấy. Cứ nét là phục vụ anh em là em lên. Đấy. Thế lên một chiếc SH 125, em có cả 150 ở dưới. Hai chiếc giá là cũng đều 5x cả thôi, nhưng mà đấy là do nhu cầu của anh em mình, vì những cái dòng từ 2016 125 2150 đông đảo các anh em. Đơn giản là vì giá nó còn rất rẻ, bây giờ còn hơn 50 triệu. Các anh em đã sử dụng được cái khóa đây, anh em nhớ cho em là khóa thông minh. Đấy, nhắc lại. Từ màn hình này này, viền xanh chuẩn của thông minh, hay là có một cái cốp phụ ở bên này nhưng không mở được nhá, em phải nhắc lại, chỉ kỹ thuật mở để cậy cốp dự phòng thôi, chứ còn không mở được. Đấy là đặc trưng của Smart Key 2016, hay là tem gáy, anh có thể nhấn mạnh cho anh em qua nhanh bằng cái thông số tem gáy. Còn zin, tức là khu vực này chưa có sơn hay là dán lại tem zin của nhà máy Honda. Một chiếc SH 125 2016 đã dọn dẹp, đã lên sport, càng đen, vành đen, đầu tư cả mặt nạ thể thao, anh em thấy được. Lốp thì thôi thay rồi, nhưng mà được cái nó cũng dày dạn, mình không phải làm gì nữa. Zin rất là đẹp. Rất là đẹp. Rồi, anh em thấy. Được đúng không? Để chân này. Hàng mặt SH. Mặt xanh anh rồi, em chuẩn đét của 125 2016. 16 đấy. Có Smart Key mọi người nhá. Đây em nổ cho anh em cùng nghe chiếc SH 2016 bản mặt nạ xanh. Đấy. Máy cứ đi. Máy anh em cứ yên tâm cho em là cam kết máy nguyên zin, xe không tai nạn, không ngập nước, càng không có lỗi làm gì, để anh em chơi có thể tự tin với những sản phẩm anh em mua nhà em dòng SH này. Đấy. Còn những cái spa như tay sách hay là một chút nhựa thì thôi, đó là hình thức bề ngoài, gọi là sứt chỉ đường đà thôi, chứ nó cũng chả làm sao, sứt mẻ tí hình thức thôi. Một chìa anh em nhá. Đấy, một chìa có cả mã luôn. Đúng rồi. Anh em nhìn này, rất là đẹp luôn này. Dọn dẹp ngon lành hết lên rồi. Ưng cái là chủ đã lên cả sport, vành đen, càng đen, tay sách đen, mặt nạ thể thao, nên là các anh em đi nhìn nó rất là khỏe khoắn và chắc chắn. Đúng không? Giá thì em báo ngay từ đầu rồi, với cái phân khúc giá hơn 50 là chỉ có như những chiếc Ablade 150 thời điểm hiện tại các anh em mua thôi. Nhưng bây giờ các anh em bỏ ra cho em chính xác chiếc này là 52 chiếc ở đời cuối cùng của 2016. Cùng cái thời gian này là những cái mẫu 2017 đã lưu hành trên thị trường rồi cơ. Đấy, nhưng giá đấy 60 triệu 500. Đây mọi người nhá, đây máy zin đồ này. Anh quay lại cho em một lần cái mặt trên này, anh em nhìn ra thấy cái mặt đồng hồ đẹp không? Đấy, mặt đồng hồ đẹp không? Đấy, công tác này anh em nhìn những cái độ sáng. Vâng. À? Không được à? Bên đỏ. Rất còn rất là đẹp luôn. Đấy, các anh em thấy đúng không? Rất đẹp luôn, trong veo, gọi trong veo đồ sần này, không có một lỗi lầm gì cả. Tú Kiều chờ rất mình hợp một tí nhá, quay trắng cô chờ. Đây em lên quay trắng luôn, lên quay trắng luôn. 52 triệu đồng anh em nhá. 125 đời 2016 bản mặt nạ xanh. Rồi, chuẩn siêu mới, chuẩn chất lượng. Tháng 12 2016. Đúng rồi. Đấy. Rồi. Giá quay hôm nay để cho anh em mình trên live nhá, kỷ niệm, giá kỷ niệm luôn, giá. Anh Đặng Hưng ơi, có future 1 máy zin nhanh nhá. Tí em lên, em vừa like. Không, mười mấy thôi, mười mấy thôi. Rồi. Đúng rồi. Một chiếc 2017, quay màu trắng. Giá trên live em đưa thẳng luôn, 12.500.000, thật sự là không thể rẻ hơn được nữa. Với những các cái giá của quay biển Hà Nội. Máy thì 110, nó là một cái máy mà đến thời điểm hiện tại Honda cũng đang sử dụng máy này để phục vụ khách hàng, nên là các anh em có thể tự tin về cái máy này. Thời gian đầu thì em đồng ý là sau khi anh em sử dụng máy 100 thì thấy cái máy 110 nó gằn, nó không ưng đấy, nhưng sau thời gian dùng lâu dài thì bây giờ đông đảo các khách hàng cũng cảm thấy cũng tin nhiệm dùng dòng này được rồi. Thì thôi, nó cũng rung một chút nhưng mà chạy nó vẫn có những cái nó chắc bền của dòng Honda, là phù hợp với người dân Việt Nam, với cái đường phố, đường xá ở ngoài Bắc này. Đấy, rất hợp lý đúng không ạ? Anh em nhớ nhìn thấy em, biển cũng rất ok, 65296 đúng không ạ? Vâng. Đồ đạc thì sau 2017 thì nó cũng là 6 năm rồi, nhưng mà anh em nhìn nó không có mối mọt chân nan, hay là càng không có phải vam nắn chỉnh chọt gì. Anh Lạp cao Nguyên, su vẫn còn zin. 50 triệu ok không? Anh ơi, 52 còn 2 triệu. Nữa thôi, cố wow. Lên anh ơi. Giá là anh đến Cầu Giấy rồi, còn 2 km nữa là vào đến nhà em. Rồi. Zin này, anh cố em. Cố lên này. Anh, zin. Cố lên anh. Zin. Những chiếc xe đẹp để dành cho những anh em đẹp trai, cao to đẹp trai. Với A này 2 triệu không hề kém đẹp nhá. Đây cái đầu bò nó bẩn một chút thôi. Xích cam hơi trùng, nếu hiện tại thời điểm này là hơi trùng xích cam. Hai vấn đề này thì nếu anh em nào có nhu cầu thì có thể chỉnh sau nhá. Chỉnh xích cam lại một chút. Đây là vừa mới lau dọn lốp bảo vệ máy hay cao su hay để chân này. Vẫn còn rất là ok đúng không anh? Đồ sần này. Đấy, nhìn xe. Hay là cái yên này, đặc biệt là cái tem đúng không ạ? Nhìn rất là bắt mắt luôn, chứ chưa có phải là cần phải xước hay là hỏng hay là phải thay tem hay là bạc hay là lỗi gì đâu.
hàng của nó là hàng màu trắng mà chủ giữ được đến mức độ này là em đánh giá là một người chủ cũng giữ xe cũng rất là cẩn thận, mà có 12.500.000 thôi. Đấy, 12.500.000 đã dọn sạch sẽ rồi. Dọn sạch sẽ rồi anh em ạ. Đấy. Anh nào có nhu cầu có thể liên hệ chốt cho em nhá. Hàng này thì cũng phải trao đổi với các anh là không có nhiều, không sẵn tại cửa hàng. Nên là các anh có quyết định hay chốt sớm, tại vì với cái phân khúc hơn 10 triệu để mà sử dụng những mẫu VA lại được biển Hà Nội, lại được màu trắng thì cũng không thể lên được đời cao này. Với những đời 2009 hay 10 thì thoải mái, nhưng sang đến 2011, sang đến 2017, 2018 thế này thì là rất là hiếm, đúng biển, không anh? Biển cũng đẹp anh em, biển cũng tươi. 29K1 vâng. 65296 không được tươi tỉnh, không đẹp lắm nhưng mà gọi là tươi, không bị ok, vốn không bị quẩy là được rồi, đúng không anh em? Đều, rất đều, vừa tầm. 2.500.000 nha anh em nhá. Hợp lý. Một chiếc bạn đi về luôn, con này cho mình. Đây cho chị xuống con đây. Ok, Việt tiện đi về rồi. Tiếp theo một chiếc lít 125. Đấy. Lít 125 màu xanh cửu long anh em ạ. Có like liên tục những chiếc màu trắng, màu vàng be em vẫn nhớ là về cập nhật liên tục cho các khách hàng, đúng không? Các buổi like đều có. Đấy. Ra thêm màu xanh, một trong những cái màu xanh rêu. Những năm này em nhớ là 2018, 17, 18 là thịnh hành nhất của màu xanh rêu. Cả SH hay là Lít, đúng không ạ? Cả Vision, màu này cũng bắt đầu chuộng ở những năm 17, 18. Đây các anh em nhìn cái lớp càng của Honda họ sơn đẹp. Zin hết luôn này, đấy hay cái vành này, hay cái đĩa này, đúng không? Còn nguyên bản hết các anh ạ. Đây lớp sơn này, cái tem để đánh dấu. Rêu rêu. Màu xanh rêu. Xanh rêu. Một trong những cái màu hot nhất ở thời điểm. Xin giá con quay vừa like anh 12.500.000. 12.500.000 anh ơi. Gì? 110 nhá, xe được lướt rồi, sơn tinh máy cái da máy lướt lại máy chất lượng anh nhá. Đấy, đẹp anh em. Vâng, những chiếc xe Lít biển số 29P167195 đời 2017 nha anh em. Vâng. Màu xanh tị, màu xanh xanh rêu. Xanh rêu, khóa smart cây, bản Lít 125, cốp rộng nhất trong những dòng xe ga thông dụng, phải báo cáo với các anh em là đây. Nếu các chị em cần một chiếc xe cốp rộng mà rẻ mà lành mà đi tiết kiệm xăng, gần như là các tính năng được tối ưu tốt nhất cho các chị em sử dụng, thì hãy cân đối cho em mẫu Lít này, đúng không ạ? Một mẫu Lít đời 2017 đấy, giá vẫn còn được giữ, nhưng mà so với thông dụng thì em nghĩ là phù hợp rồi. Này thì nó là phù hợp với 2018 28.300.000 dọn dẹp xong xuôi đấy. Với cái phân khúc hơn 20 triệu để chọn những cái mẫu xe Lít hay Vision thì các anh em chọn những cái mẫu sở mắt cây như thế này thì em thấy nó cũng rất là phù hợp rồi, vì nó là những dòng xe đặc trưng của mức giữ giá các anh ạ. Riêng Lít Vision hay là Way, nói chung Honda những cái dòng xe thông dụng siêu siêu giữ giá. Giữ giá thì các anh sử dụng sau này các anh bán cũng được lợi, vì mình giữ giá không bị tụt giá, đúng không ạ? Đấy là cái lợi của mình. Còn vì sao nó giữ giá thì đơn giản, nó là chắc, bền, dễ sử dụng, dễ sửa chữa. Đấy là những cái lợi thì mình được sử dụng những cái đấy rồi. Máy thì các anh em cứ yên tâm nhá, hàng là em cam kết máy nguyên zin với chiếc này anh em ạ. Tỉa một chút như em vừa nói, ra máy hay là tay sách thì thôi cái đấy bỏ qua. Còn lớp sơn đây vẫn là sơn zin. Đấy các anh em nhìn các đồ nhũ này đều là zin. Đấy nhìn nó có độ xuống của những năm tháng. Đúng không? Đây cái pha này đều nguyên zin hết. 27 đăng ký 2018 ạ. Vâng, chính xác. Giá smart cây màu xanh rêu. Từ cái yên này nhá, đều nguyên bản hết. Hay là cái đồ sần này các anh em nhìn, yên với đồ sần nó phải có sự tương xứng với nhau. Đấy, đều là màu gọi là màu lòng trong. Cốp thì 37 lít siêu siêu rộng rồi, đó là đứng đầu về cái dòng cốp rộng. Chưa đúng rồi. Thèm sử dụng tí nào anh em ạ. Anh em này vẫn chưa động đến đúng rồi. Khóa smart cây. Đấy, giá để cho anh em mình là 28.300.000 thôi, cực kỳ phù hợp luôn. Đấy. Vâng. Không phải lúc nào cũng sẵn mua được những cái chiếc 28.300.000 anh em nhá. Hợp lý. Đăng ký 2018 màu rêu dành cho anh chị em, bản này là bản Lít. Rồi, gọi là đèn xi lông, bắt đầu sang đèn led ở đời sau. Chuẩn bị. Rồi em ơi. Vision đây rồi, chắc em để sẵn đằng sau. Quốc Tuấn lên Lexi 135 zin đi chị, zin đi. Em hôm nay không biết là chị bảo bạn ở bên tầng 2 kia, bạn ấy dắt sang, bên nhà 62 dắt sang. Thì vâng, những cái giá của những chiếc Xi em báo luôn, nó dao động ở tầm trên dưới 13 triệu là các anh sử dụng được những chiếc zin đẹp chất rồi. Có dưới cũng có nhá. Đấy. Hôm nay là một cái ngày mà em thấy phải đánh giá là không biết tại sao, từ lúc sáng em bán Vision đến thời điểm hiện tại 4 chiếc Vision đến 5 chiếc Vision trên lượng 8 đến 10 khách qua xem. Tức là gần như tỷ lệ là cũng hai anh chị qua là lấy là một người lấy. Đấy là em bán đấy, còn không, là... cả nhà. Đúng rồi, Vision. Đây là riêng về Vision thì chính xác nhất, chứ không phải là mình em thì bán hai chiếc thôi. Nhưng mà để mà nói Vision thì là vẫn là những cái gì đấy mà các anh em mình dùng là đánh giá là nó thông dụng dễ nhất. Và em vừa trao đổi anh ấy đến đổi chiếc Win, không giấu. Anh ấy lấy tay sách chiếc này ra vì chiếc của anh ấy chưa có tay sách, bản thân chiếc này có tay sách em vừa đổi thôi. Thì anh ấy đánh giá là cái mẫu Vision đời này, form này, chính xác anh ấy lấy chiếc tháng 1 2017 màu xanh.
thì anh lại thích hơn là cái form mới. Đấy là một anh khách, nên là các anh em có chung nhận xét không thì có thể đưa lên cái comment ý kiến giúp em nhé. Đúng rồi, bản thân em đang đi đấy. Edition màu vàng be, vàng be cũng là form dáng này 2018-19 đấy luôn. Đơn em giản là thích form này là nó nhỏ, nó nhẹ mà nó gọn, máy nó lại chắc, máy nó chắc. Đấy, anh ấy nổ bảo tại sao máy nó lại ngon hơn máy đời mới. Thì thực ra đây em chỉ giải thích là cái máy đời này nó thế, còn máy đời sau thì nó sẽ nó gần hơn để nghe tiếng. Thế là anh ấy bảo là, nhưng mà anh không thích cái gần đấy. Đấy anh ấy thích cái êm này. Đấy đơn giản là một ý kiến cá nhân của một khách hàng nhá. Đây anh em nghe này. Đấy không tự dưng ra cái máy này đâu. Tùy từng người mọi người ạ. Tùy từng người, mỗi người thích một form dáng. Có thể anh em thích form dáng mới, và bên có những người bán thích form dáng cũ. Bản thân bọn em bán xe ra thì những cái form dáng cũ này rất là nhiều. Anh chị em thích cái form dáng này, máy đi cũng rất là chất lượng anh em nhé. Con này thì nó là 2017 mọi người ạ, màu trắng. Hiện tại là spa rất đẹp, rất đẹp. Đây, mặt nạ thể thao. Mặt nạ thể thao rất là hợp lý luôn. Đấy, anh em nhìn này, đẹp chưa? Máy thì đúng rồi, rất nhiều các khách hàng hay là bản thân rất nhiều các anh em trong nghề luôn cũng đều đánh giá nhỏ, nhỏ có 96 kg, tức là nhẹ, quên, nhẹ, nhỏ thì đúng là nhẹ, nhỏ thật, còn nhẹ có 96 kg, tức là nó rất là nhẹ rồi. Rồi, hơn chiếc Jim một chút thôi. Đấy các anh em thấy anh cái độ cân nặng rất là đẹp nhá. Anh em nhìn pha kính mặt cái này nó lên mặt thể thao, mặt cửa sổ thể thao trông rồi. Rất là sang chảnh đúng không ạ? Đấy, một vòng cho em Vision anh em nhé, Vision 2017 màu trắng. Hiện tại là cái tay sách của bên em thì vừa mới tháo ra, đảm bảo là phải đủ có tay sách cho anh em nhá. Đấy để báo cáo như thế, 22 triệu cho một chiếc Vision dọn dẹp ngon. Đặc biệt là máy zin, máy chất để cam kết các anh em có nhu cầu chơi thoải mái. Và không có nổi. Future. Biển 21 anh em nhé, biển Yên Bái 21316770. Với những anh em không quá cầu kỳ về biển, chỉ quan tâm đến chất lượng, máy zin càng không có tai nạn, ngập nước thì có thể cân đối cho em chiếc này. Rồi anh em. Chất lượng nha anh em nhá, những chiếc xe Vision chất lượng biển Yên Bái cho em. Rồi, anh có thể quay lên cái mặt pha. Đúng rồi, 22 triệu, siêu siêu đẹp. 22 triệu anh em nhá, 22 triệu màu trắng. Đấy. Pha kính đẹp này. Anh em nào thích quan tâm những dòng này, 22 triệu. Đúng rồi, rất hợp lý nhá. Máy móc là nguyên zin luôn để cho các anh em có thể chưa nhìn thấy có thể tự tin. Đây có thể thêm nhá một chi tiết. Đợi, anh em nhìn này. Đó, cái góc này nó chuyên rất hay bị tả vẹt ở mép tường mà anh em để sát. Đây này, để sát vào đây, anh quay đây. Để sát vào cái phần này nó sẽ cọ. Đấy, xước. Mà đây này không có một lỗi gì, hay là cái pha này trong veo, đồng nghĩa với các cái mép yếm này nhá, còn nguyên hết. Đây có một chút không. Đấy em không sơn luôn, nó còn một chút, nó là nguyên bản thật. Hay là những cái mép này đều nguyên bản hết, hay là gầm này đều cũng nguyên bản hết. Để anh em thấy được cái lớp sơn từ những năm 2017 đến giờ, có nghĩa là 7 năm mà chủ giữ được đúng không? Lớp ly lông này đẹp như thế này, mà đẹp như thế này thì anh em nó lo gì nữa, quá tự tin luôn rồi đúng không ạ? Trong veo, chất lừ. Rồi em tiếp tục, anh em đang hỏi xe Future 1 đời đó anh em nhé. Future 1 bên trong em còn 7 chiếc nữa, thôi em ra đại diện nhá, đại diện cho một chiếc. Còn những chiếc như là giật đẹp, hay là những chiếc mộc chưa làm gì, hay là những chiếc đẹp đắt hơn nào không? Không còn ạ, chỉ đồn em bình thường thôi. Đấy. Thì anh em mình có thể cân đối cho em một mẫu Future 1 hàng máy zin, sơn zin. Đấy, tất nhiên là không thể xuất sắc, không thể mỡ mọng, đây là nhược điểm của xe. Nhưng mà nó là những cái chiếc từ những năm 2003 đến giờ các anh ạ, mà giữ được cái lớp sơn đây các anh em nhìn này. Sau khi xước một chút ở vào thịt, cái tem này có gạch nhưng không thể bong được, nó chỉ xước thôi. Đấy, đúng rồi, anh bật đèn flash cho các anh em tiện. Đây, lớp này, hay là những lớp này, đều là những lớp còn theo năm tháng. Đầu bò thì các anh em có thể nhìn kỹ giúp em. Anh em nhìn đầu bò nhé mọi người nhé, để em soi kỹ không. Đầu bò zin anh em nhé, đầu bò này là zin. Rồi, ok. Đợi một chút, anh cứ quay một vòng đi. Máy vẫn còn zin đeo xe anh em nhé. Đây, đồ đàn tem vẫn còn zin này, hộp xích zin. Đấy, 17 triệu 500 thôi, lên luôn giá để anh em mình có thể là tiện cân đối. Đi một vòng xong em sẽ xuống. Đây, riêng cái ốc này này là lúc em mua em nhớ mãi khi cái thời điểm đấy, vì cái ốc đẹp, anh em nhìn cái ốc cái Meyer này nó đẹp. Đấy nên xuống giá để mua cho anh ấy. Hàng đẹp, hàng chất, sơn zin mà, đúng không ạ? Da máy đều còn, tem đều zin. Đấy, nhưng tất nhiên là không thể sắc được, nó cũng là những cái năm tháng để lại rồi, những cái vết xước, vết chảy. Đấy, còn zin, còn đẹp, còn sáng. 17 triệu 500. Đây, mời anh em cùng lên gặp giám đốc với một chiếc ZX. Anh. Chào anh em nhá. Anh ra đi chờ tí nhá. Đây đang mua con Lít với con ZX này. Anh em mà tôi con ZX này anh Tuấn chủ bán bao nhiêu? Đang đổi xe anh em ạ, đổi Vision. Bên. Rồi nhá.
Đấy, chủ xe. Đấy, là gì? Lấy ra đây. Dẹp đi chờ đi nhá. Vâng. Ra đây mình bán ở đâu? Ừ. Rồi, cứ bình tĩnh. Lên xem lại con kia tí đây. Đang tính 16 triệu nha ạ. Đời 2016, đang tính 16 triệu. Đấy. 2016 màu đỏ rô. Ừ. Anh em phải chờ. Lại khách lại chờ rồi, thôi lại sang sang con rất ít nhỉ. Thôi anh ơi, lên giao lưu với em xíu này anh ơi. Đấy. Đang đổi xe anh ạ. Anh cứ lên rồi anh vào đây anh chào anh em với em cái. Rồi rồi anh em, rồi nói chung là ngại bỏ lên đám cưới giữa hội đông người hát với bài anh em ngại chứ không vấn đề gì. Anh em có thể giới thiệu tên tuổi địa chỉ nhỉ, nào có thể xem Hoàng Kiên suốt này. Em ở tên sĩ, em ở Như Quỳnh Lâm Nguyên ạ. Ờ sĩ em suốt này xem Hoàng Kiên này. Ừ. Đến bán cho Hoàng Kiên một chiếc rất ít. À, đúng màu đó. Quan trọng là đúng màu không? Sợ nó màu nó này màu vàng hay thứ gì hoặc là màu đen thì nó khó. Nói chung là màu đỏ, màu trắng thì được, nhưng mà màu đen vàng, màu đen với màu vàng, màu nâu thì màu xanh, màu đấy. Màu đỏ không là sao? Màu đen là được. Màu đen đi. Chuẩn luôn. Thôi, anh kia nhá. Vâng, ok, anh em mình hai vợ chồng kia. Bảo Vinh Duyên là cùng tên. Đấy, anh quay lại ngay thì cảm ơn hai vợ chồng nhé. Cảm ơn nhé. Hai vợ chồng đến lấy một chiếc ZX. Ok, chị Vision, sorry. Một chiếc thế sĩ giờ bán bao nhiêu? Ở đây giữa bản dân thì hạ nói luôn. Em muốn bán là 14.3. 14.3. Vâng. Đấy, sau nãy vừa báo anh 14 triệu. Lúc nãy em bảo anh là 14 rưỡi, em phải bảo thôi 14.3. Anh bảo 14 triệu, anh bảo anh bớt anh 1,5 triệu thôi. Anh để anh em mình lên sóng. 14 rưỡi, anh bảo bớt 1,5 triệu, em bảo 13 triệu không bán được. 14 triệu, bớt 1,5 triệu là 12 rưỡi. Tôi không bán được. Đấy. Em bảo anh là 14 rưỡi, anh bảo bớt 1,5 triệu, em bảo 13 triệu không bán mua được. Mua lâu rồi. Em đi lâu rồi. Mấy tháng. Dạ. Mấy tháng. Xe này nếu mà mua của nhà mua là 1-2 tháng 8 năm rồi. Tức là ngày xưa là 8 năm. Vâng. Ngày xưa 8 năm. Vâng. Mình mua được 8 năm hay là người ta mua 8 năm? Người ta mua 8 năm. Vâng. Đến mình mới mua được 1 tháng. Tháng rồi. Mới mua được 1 tháng. Mua được mấy tháng? À, mới mua được mấy tháng ạ? À mấy tháng đúng không? Vâng. Có thể mua 1-2 ngày, mua ngày hôm qua không vâng. Biết. Lâu rồi chứ có thể ngày hôm qua. Đúng chứ? Vâng. Nói chung là nó cái này phải có nghĩa là thôi. Rồi nói vui thôi, vẫn cứ câu trả lời của anh Kiên mức là 12 triệu làm xong. Nó không bán được ạ? Vâng. Câu trả lời của anh dạ. Giờ xe cộ, giờ anh em kinh tế khó khăn. Nó không bán được. Bán đi. Mua này chắc 10 triệu đúng không? Mua 10 làm 2 triệu rưỡi. Bây giờ mua sao được anh? Không bao giờ mua được. Mua chục, bán đấy. Làm 2 triệu rưỡi được. Đấy. Thôi thủ tục cho nhanh. À, xin ơi, đấy trên đường live của anh em nó là 1 phút 30 giây rồi. Đến nay là tí về anh em xem lại video anh em mình nhớ lại trước về bỏ ông nào đi thường yên thôi mẹ lên đây bán xe rất ít không bán được đỏ đen đăng ký đỏ đen nhá, không phải màu đen với màu nâu đâu, màu vàng đâu, đăng ký rất ít phải đúng rất ít. Máy zin xe này có dọn dẹp rồi, anh em có thể quay vòng đây. Nhờ cộng đồng mạng chia sẻ cho MC đẩy nhanh con này để khẩn trương với chủ nhân mới. Đấy. Đây chỗ này hơi nốt tí này. Đèn trong lắp cái đèn trong phía hỏng mốc cái pha. Đừng anh em đừng lắp đèn siêu sáng nhá. Mình soi mắt nó thì người ta soi lại mắt mình. Đi này rồi vứt đi cái pha. Nhanh ố lắm anh em ạ. Để ô tô xe máy cứ bảo mình tưởng mình ăn nó ăn mình đấy, mất tiền đấy. Pha này mấy trăm nghìn cái pha ấy, ít đâu. Ô tô nhiều ông độ pha lên trắng mẹ soi mắt nó người ta. Đấy. Một vòng đấy, một vòng. Soi sao gì? Mình đang soi gần mà. Mạng yếu à? Mạng yếu thì bật 3G đi. Bật 3G, cái này phải bật 3G đi. Bật 3G đúng đường làm thế.
Phóng thẳng 3G đi. Phóng thẳng 3G đi. Nguyễn Văn Ngọc. Anh em gần đây để anh em thì thầm một xuân cứ vần vần nhau, nó dạ. Nhọc đi nhiều, nó nhọc. Đấy. Anh em chốt 12.5 được, đợt trước em mua 13.4 rồi. Thật sự trước mua 13.4. 13.4 rồi. À. Xong rồi thôi. Ừ. Em mua 13.4 rồi, sẽ không nói sai thế nào luôn. Bao nhiêu? 40 triệu đấy chị ạ, em sẽ bớt được cho khách của anh điều trị không bớt rồi. 10 triệu, anh ạ, chào anh. Cháu chỉ đi 1 năm cháu phải bán lại cho, vâng. Cho anh thôi. Anh mua ai phải lấy được cháu đây. Đây đang đường lại. Đấy. Xin lỗi xin tí nhá, thế là tiếp xuống. Vâng. À, cháu đại học à? Cháu đây mới vào. Cháu 2.3. À, 2.3. 2.3 năm thứ 3 nhỉ? Trẻ nhỉ? Ôi trông non đấy nhỉ? sinh viên trẻ ngon đi. Ừ. Cháu học trường nào ấy? Hả? Gò Vít à? À, trường quốc tế đúng không? Chú tổng giá bố mẹ mua xe cho con. Thôi đại diện cho họ nhà gái chú giảm cho cháu 1 triệu. Thế rồi nhá, chú đại diện họ nhà gái, cháu đại diện họ trai bố mẹ cháu. Cháu anh chị gần đây không? Ở đâu à? Thôi lùi cho anh chị mua cho cháu, em lùi cho anh chị 1.5 triệu, 40 triệu. Trên đường live chú đang live rất là đông, các mọi người đang xem chú đang mua cái xe này nhá. Anh em giá đấy có hợp lý đấy chị. Yên tâm, nếu không có thể giả lại cho tiền 2 cũng phải. Nó chuẩn mà, không sao. Ok nha, cảm ơn anh chị nhá. Ừ, cháu bắt tay cháu cái nhá. Ok nhá, chúc cháu lên đường may mắn. Ừ, 2K3. Đấy. Bố mẹ, hai bố mẹ chiều con trai. Chiều cậu con trai thì cứ phải mua cho con iPad đi. Đấy. Đấy, mình cũng rất là vinh dự được tất cả trên mọi người ở khu vực Hà Nội này rất là tín nhiệm đến mua những chiếc xe cho con cái phục vụ, dù tất cả chúng ta cũng kiếm tiền để cho nuôi cho các con thôi. Thôi quay về một chiếc ZX hoài cổ dành cho những người lớn tuổi và những thanh niên dân chơi hổ báo cáo trồn nhá. Chốt cho em thôi này, 13 triệu, được chưa? Thống nhất một câu không bán được nhá. Em mua 13.4 rồi không bán được. Mua 13.4 về lỗ chứ. Không bán được, lỗ không bán được. Lỗ. Không bán được. Cái gì là các cháu đến nó xếp hàng. Em quay sau à. Em quay sau đứng xếp hàng nó đang biểu tình em. Em không bán. Em không bán khẩn trương nó đùn em ra đứng ngay về luôn đi. 13.4 rồi không bán được. Mua 13.4. 13.4 rồi. Thế phải lỗ 400 là đúng rồi nhá. Lỗ sao? Một xe rồi còn lỗ, còn lãi nhỉ. 13.4 rồi nhá. Nó không lấy cho em đâu thì không giảm thôi. Đấy, anh em mình không thế là bao nhiêu? Thế bao nhiêu bây giờ mà em bán bao nhiêu này? Thế anh nhìn các cháu đang biểu tình. Em mua 13.4 rồi. Ừ. Phải có lãi một tí em mới bán. Cũng bán. Đấy. À anh em đưa đò nhá. Đi nhỏ từ nãy giờ vẫn lòi đấy. Đưa đò. Em mua 13.4 rồi. Ừ rồi. Mảnh mảnh đây. Mảnh các anh đang đứng. Em mua 13.4 rồi. Các cháu đứng lên xếp hàng nó đùn đùn đi giờ đấy. Nó ép cho. Em biết Hà Nội giờ toàn người chứ không có chỗ đất, không có chỗ dụng võ này. Đây quay các cháu lại đông như thế này. Nhìn sau. Đông lắm. Đây người này nhiều như quân Nguyên. Bây giờ ngày xưa giặc Nguyên Mông người còn nhiều hơn cả quân Nguyên. Bây giờ như nào em cho đây được thì lấy không được thì thôi. 13.6 được thì em bán không thôi. Đấy, được tiền được 200 em đi về. Thôi. Đi bắt giờ Grab về. Thôi. Thôi. Đấy thì đứng đi Grab về. Không có để đi tạm vậy. Đi tạm. Anh xe tải. 13.600 ZX. Máy zin, cái xe nó cũng ghẻ đỏ hắc nào anh em nhá, nó không còn lấy gì lắm đâu. Đây này ghẻ này. Đây này ghẻ này, zin nhưng mà ghẻ. Máy zin nhá. Chỗ này thì có phây tỉa thôi. Lắp cái ốp vào đây, chỗ này phây tỉa đây này. Chụp gật thì bình thường cũng vừa vừa thôi. Nhưng còn con xe này thì với địa điểm hiện tại là sơn zin máy zin. Có bị xảy trước cái này bị phát này. Trước thì chỗ tem
con này thì chụp ốc bình thường, được cái máy ngon. Yên vỏ yên thay rồi, thay nóng còn zin. Đây không có tả chi tiết anh em ai thích đấy. Đấy cái này thì xương còn zin thôi, cái toàn bộ cái này mút mủng cái thay rồi, vừa độ lên. Dạ, không để em đi lâu, đi lâu rồi. Đi lâu độ rồi. Thì đâu? Sao đi lâu rồi mà vẫn có lãi? Bây giờ cái dòng này bán đi. Anh em vẫn lủng củng nên đưa đò đi, nói là luôn đưa đò. Nào. Ôi, 13 triệu. Bán được, 13 2 nhá. 13 rưỡi để hơi là chấm dứt không thôi nhỉ. Đấy đem được 100.000 đi Grab về mất 200.000. Coi như lỗ mấy trăm thì thôi. Nguyễn Văn Hảo trả góp qua kẻ tín dụng, có gọi trả góp qua kẻ tín dụng Nguyễn Văn Hảo ơi. Để được về em bán không thôi. Nhờ mua không mua được anh Hiệp nhỉ. Em đi Grab về mất. Ôi, ok, mua. Vâng. Chốt nhá. Chốt 13 triệu 500 nhá. Vâng. Tốt anh em, 13 triệu 500 một chiếc ZX. Ok, con xe này nói thật với lòng mình lãi được mấy triệu. Thề luôn, em mua 13 tư. Thề đây, ngoảnh đây. Em thề mua 13 tư. Thề có tủ có ghi không? Vâng, em mua 13 tư. Mua 13 tư, bán 13 rưỡi. Bán 13 rưỡi. Sao lãi trăm? Đi Grab về mất 100 rưỡi. 100 thì buôn gì? Đi Grab về mất 100 rưỡi. Buôn 100 thì không? Đúng, buôn thì buôn gì đâu. Thích, mình thích trong là mình buôn, trong là mình lại đi thôi. Ok, ok, chào anh em trên này đi. Chào mọi người nhá. 13 triệu 500 anh em nhá. 13 triệu 500 con này. Cộng cho các dân chơi con này 2 triệu rưỡi nhá. Các dân chơi nào mà thích thì vào việc. Đấy. 13 triệu 500 cộng 2 triệu rưỡi anh em nhá. Đấy. Đấy, anh em mà thích chốt ZX thì anh em báo cọc luôn giúp em nhé mọi người nhá. Số hotline đang để ở trên đấy ạ. 365 anh em đang xem. Vâng. Có anh Nguyễn Văn Hảo ơi. 36 triệu, 35 triệu mấy trăm thì mình bán, mà tính bạn 35 triệu, còn kia mua bạn 17 triệu. Cùng này mua 17 triệu. Ôi 16 à. Đợi không 16. Ok. Thế bán cho em ơi, em có thể chào các anh trên này không anh ấy, các anh rất đẹp dài trên này này. Đang ừ. Anh rất đẹp dài, em giới thiệu em tên gì nhé? Chào cả nhà. Ừ. Em tên Liễu. Thì hôm nay là cũng nghe tiếng cửa hàng mình là cũng rất là uy tín ấy. Ừ. Thì em cũng từ trên Mê Linh xuống đây để Mê Linh để tìm cho mình một cái chiếc xe phù hợp ấy. Ừ. Giá cả nó cũng vừa phải ạ. Và em cũng đã tìm được cái con xe ưng ý rồi ạ. Ừ. Em Liễu tiện Liễu bán cho anh em một chiếc xe lít đời 2016 17 em. 16 ạ. Tên em luôn đúng không? Vâng. Em mua từ mới. Tên em luôn. Ồ. Được nhỉ? Cái xe đi tốt không em? Em giới thiệu, có thể giới thiệu qua một chiếc xe này của em không? Xe em có hỏng hóc thường xuyên không? Văn phòng nên là đi cũng rất là giữ gìn. Ừ. Và đi thì cũng rất là ít đi, chỉ có đi làm và về nhà thôi, cũng không đi xa đâu. Hiện tại em đổi một chiếc xe đời cao hơn. Vâng. Với giá nó đắt tiền hơn. Đây anh mở này. Đấy, em cẩn thận nhỉ. Thế đây cũng là nguyên xe chống cộng. Từ khi mua xe lắp như thế rồi ấy, đã xăng cộ ăn ít hay là xăng rất là tiết kiệm, cái dòng của Honda là có giáp bộ thường xuyên không, thỉnh thoảng có hỏng không, thôi không, chưa hỏng bao giờ luôn. Không hỏng. Vâng. Chưa hỏng bao giờ, chưa hỏng. Tức là em Liễu em đổi một chiếc xe đời cao hơn, mới hơn thì con xe này vẫn không có vấn đề gì đúng không? Vâng. Đi ngon để kiểm tra qua tí. Vâng. Thì Liễu để cho anh con này là bao nhiêu tiền giá cả? Ơi bao giá bao nhiêu hậu mát? Giá là bao nhiêu? Em cứ nói giá đi, em cứ nói giá trên này em bán cho anh. Em để tại vì là em cũng chọn được cái xe ý thì em rồi. Để cho cửa hàng mình giá là 17 triệu. 17 triệu. Đời 2016. 16. Giảm sóc của em cũng hơi bị ấy nhỉ, giảm sóc người ta nghe có vẻ nó một bên kia này nó ra dò mất rồi. Về anh phải thay. Vâng, vâng. Ừ đúng không? Vâng. Ừ. Để anh kiểm tra cho em một cái nào. Để quẹt đấy. Em ơi em quẹt chỗ nào đấy, em quẹt cho anh tí. Anh không biết quẹt đâu. Đấy em quen rồi, đấy rồi. Đấy rồi ok. Em Liễu nhá, xinh gái không anh em? Đấy, xinh rất xinh gái nhá, đi lít. Em Liễu đổi một chiếc xe lít. Lời cao hơn. Vẫn ngon, đúng không? Con này vẫn ngon đúng không? Con lít bên kia đúng không? Đấy. Đi sứt một tí chỗ này rồi. Em ạ. Sứt tí này. Tên xe đăng ký tên em luôn đúng không? Vâng, đăng ký tên em luôn. Sứt tí này phải thay mất cái này nhé, hoặc có thể là làm lại.
em bên này máy vẫn nổ đấy, xước này để thay với một cái ti sau giảm sóc hoặc thay và giảm sóc mất 400, lót cái biển mất 180.000, sơn tay sách nói chung cái xe này phải mất 1 triệu nữa đấy, cũng vật vã là phết nhỉ, không đơn giản. Ok thôi không sao, đằng nào cũng đổi xe. Ok anh chốt cho Liễu, bắt tay Liễu ơi. Em ơi anh cảm ơn em nhé. Ừ, em ơi em có thể ngoài chào, chào các anh trên này đi. Chào các anh chị nhé, chào ở nhà. À, ok em mới lần đầu em Liễu em làm chuyện đấy hơi bỡ ngỡ tí, lần đầu em làm chuyện đấy nếu mà nhiều lần thì nó sẽ tự tin hơn. 17 triệu nhá anh em, cộng cho anh em 2 triệu đấy. 2016 chính chủ tên em, nó có thể quay một vòng đi. 2016 đây, đết luôn đây. Gái này 2016, máy vẫn nổ thế giờ đấy. Đấy, xe con gái đi, yên ổn các thứ. Đấy nhá, giá mới đời 2016. Cái giảm sóc này ra dầu rồi anh em nhá. Thay ti đến 180.000, còn thay cả xe mới. Thay mới mất 350. Lót biển đấy 180.000 nhá. Làm cái lại lót biển hết 180.000. Sơn tay sách mất 60.000. Đấy, mình đưa ra một cái số giá là giá của giá thợ. Giá quốc tế. Đây, sơn zin, máy zin. Đấy, xe con gái, chìa khóa thì một đôi, có một khóa từ. Đấy, bỏ yên. Xe đi hơn 4 vạn anh em nhá. Xe đi hơn 4 vạn. Cháu hôm nay nó hơn 4 vạn à. Đây, bỏ yên đây. Dòng lít nó bền lắm. Ôi, nhiều đồ thế nhỉ. Đấy, cả thế giới trong nhà bạn. Ok, lại tiếp tục bàn giao cho Hoàng Thiệp này, này để tiếp tục. Ừ, về nhá. Ừ, lên rồi, mua 17 triệu lên 2. Chiếc lít 2016. Lít đỏ đấy là nguyên bản nha anh em nhá. Nguyên bản đấy, nguyên bản chính chủ 17 triệu đấy luôn. Vâng. Em và chị Dung sẽ tiếp tục còn rất nhiều sản phẩm. Hộ xác hàng có FI phun xăng điện tử của SOM. Đấy, cũng rất là lâu mới có những cái chiếc xác mà có sẵn cả FI cơ. Vì nhược điểm của những cái dòng này em thấy hầu hết các anh em chê là nó tốn xăng, thì đây nó đã vào cả một cơ bản có FI. Anh có thể quay lên trên này để anh em thấy này. Đấy, FI là phun xăng điện tử nhá. Đấy, máy thì vẫn là máy 125, hàng 125 của SOM phun xăng điện tử. Vâng. To. Mà lại rẻ. Đấy, cũng giá rất yêu thương anh em nhá. Những cái dòng FI này đời con này 2010 11 rồi. Đăng ký được tận sang 2013. Đấy, anh em thấy được chưa? Đăng ký 2013. Hàng từ những cái tem FI này nó còn đều nguyên bản hết các anh nhá. Vốn dĩ các cái này nó là nẹp inox đấy, đánh bóng nó vẫn còn sáng, nó chống rỉ mà. Đấy, nhưng bây giờ nó lâu rồi thì nó hơi xuống màu thôi, chứ còn về tổng quan thì rất ưu điểm là nó được cái dáng dấp và lại có phun xăng điện tử. Giá thì thôi anh em hôm nay trên live 10 triệu 800 thôi, toàn những cái giá thật sự là giao lưu với các anh em khách hàng. Cho một mẫu đây, mở cốp vẫn là mở cốp điện này này, anh em nhìn cái phím mở cốp điện này. Đấy, rộng dài đúng không ạ? 10 triệu 800.000 anh em nhá. Bình để ở đây. Rồi. SOM bản FI. Đời này nó là chế cơ là nhiều anh nhá. FI đấy, rất là ít FI, chứ còn con này thì nó lại là chạy FI, nó đang nghe nó ăn ít xăng nhưng nó lại bốc hơn cả chế cơ cơ. Các anh em có thể trải nghiệm một cái mẫu hàng gọi là SHR. Đấy. Rửa đi nhá nhé. Rửa đi cho hãng cho để nó bẩn lắm. 10 triệu 800. Rồi, Zim một chiếc Dream Việt Nam luôn. Zim trước, Zim hot. Đấy, đưa Zim trước. Em Đức bảo đưa lên Zip, nhưng mà thôi chiếc Zim này nó hot quá nên em đưa lên luôn. Để anh em mình có thể cân đối. Hàng nó là sơn Zim, máy Zim. Đấy, mà do là chạy ở Tuyên Quang thì phải đúng không? Biển 22 nên nó hơi vàng. Anh em có thể lấy xăng rồi, hoặc dầu hỏa. 26 Sơn La. Rồi, tẩy lên cho em là nó đảm bảo cho anh em là nó sẽ lại sáng trở lại thôi. Vì cái sơn Zin của Honda. Đấy, đây này, Zin đâm ra nó như có những cái nhược điểm nhất định, nó là rôn như ra máy. Rồi, còn cái nhựa đúng không ạ? Không bị ảnh hưởng thì anh em thấy. Đẹp, lườn này. Oa, cái lườn này, anh em nhìn cái lườn rất là đẹp luôn. Con bật đèn flash lên anh em. Đấy, cho cái đèn flash lên cho nó sáng thì anh em nhìn thấy. Đời 2012, anh em nhìn thấy cái lườn được không? Ơi, tán lườn đuôi tem Zin đấy các anh em ơi, Zin. Rồi, ưu điểm đấy là những cái đồ nhựa rất là đẹp. Nhũ thì anh em nghe em là cứ ủ rửa lên là nó sáng thôi, chứ nó không phải là gì nó bị hỏng đâu, mà chỉ là những cái nó lâu năm rồi đi đất nó vào, anh em không rửa không ủ nó không tan ra thôi. Em nghe tiếng máy này. Rồi, Bo 2543. Máy gọi đấm chắc phát một. Đây thêm một cái chi tiết để anh em thấy được cái xe đẹp, đó là cái nắp bình xăng. Cái lớp sơn zin rồi, nhưng mà cái nắp bình xăng anh em nhìn. Nắp bình xăng này chỉ việc về rửa và ấy rồi, con này có phớt qua rồi, đúng rồi, có phớt qua rồi. Anh ấy sơn chống xước này, sơn sần chống xước. Nhưng cái lườn này anh em nhìn. Nắp bình xăng nha anh em nhá, mặt bình xăng này là được bắn tỉa rồi. Tỉa chắc sần. Khả năng là nó do nó bị xước. Do để đúng rồi. Ấy khăn mặt ướt.
rôm rôm lên là họ bán lại. Như anh em nhìn cái lườn này nhá, rất là đẹp. Các cái tai ốc này, đây nó vẫn còn một chút ánh vàng đấy. Nếu mà các anh em ủ lên là sẽ cực kỳ sáng đẹp luôn. Cho một chiếc zin đời chót rồi, đầu máy 1 năm. Đấy, ra máy này, máy zin nhá. Sùi theo ra máy, sùi theo thời gian anh em nhá. Anh em nào mà giữ được thì là không bị sùi. Máy anh chất em không giữ được thì không bị sùi đời này. Máy căng anh em. Nhược điểm có một vài chi tiết em vừa tả chi tiết đấy thôi. Giá thì anh em mình trên like 26.800.000, rất là những được giá mới rồi anh em ơi. 26.800.000 cho zin Việt máy zin được không ạ? Đời chót luôn. Nhìn đầu bò máy zin nhá. Đấy, xe em chưa dọn biển Sơn La. Đấy, xe đồ con này rất là đẹp nha anh em nhá. Có máy vẫn đang thu thà thu thít. Đấy, cái máy thôi chầy một tí theo rất thời gian. Rất hợp lý luôn. Thực ra cái đôi chầy theo thời gian đời này thì không tránh được đâu. Có thể tỉa hoặc thay vào tùy ý các anh em. Thường anh em hơi phây tí. Đúng rồi. Theo em thì tỉa một chút thôi thì nó cũng không bị nhiều, nếu bị nhiều hãng thay. Đấy, máy thì cực kỳ chất. 26 anh em nhá. Đấy, rồi em ơi. Tiếp theo. Một chiếc Way ZSX, đời thì 2022 nhưng mà nó có 7.400 cây. Cộng ZX 2,5 triệu anh ạ. Vâng. Rồi. Anh quên đấy, em like một lúc xong em cũng không đọc comment các anh em bên Bến Đỏ luôn. Chị Dung thi thoảng có thể đỡ em ở bên Bến Đỏ nhá. Rồi, cuối giờ rồi, đông anh em lên rồi. Rồi, cảm ơn anh em có thể chia sẻ mạnh hơn để đông hơn nữa nhá. Em thấy cũng là đã có được anh em ủng hộ rồi. Biển cũng đẹp đúng không anh? Xe giá cũng rất là yêu. Đây anh em ơi, 7.800 cây. Nó là thực tế. Nó là thực tế. Ơi, các anh em nhìn vẫn là cái câu chuyện vành Gosi chân lan xanh trắng chưa xuống vàng luôn thì các anh em tự tin luôn đúng không ạ? Đấy, đúng bạn kỹ thuật nói là xe vừa về tráng qua nước thôi, gọi là tráng qua tí nước sôi đưa sang để anh em sôi. Hàng ăn tái luôn, cái này gọi là tái luôn, nhìn hết này, cái ốc này. Cái này vẫn còn anh em thấy cái độ đẹp của xe. Hàng đẹp không lỗi, đấy, cam kết với các bác luôn. Biển Hà Nội, bản giới 2022, không tắt đèn, mở khóa cốp trên. Đấy. Nhìn đẹp không anh em, nhìn đẹp không? Tất cả. Bản FI anh em nhá. Rồi. Vâng lộc các thứ vẫn đầy. Vành nan phanh đĩa, nó là bản đứng thứ hai sau bản vành đúc thôi, chứ không có lỗi lầm gì cả. Các anh em nhìn tất cả các cái ốc trục. Nếu mà chốt xe zin, quên chốt xe ZX thì báo luôn các bạn nhân viên bên em giúp em nhá. Tại vì còn vẫn còn rất là nhiều anh chị em đang support. Báo cọc tiếp theo. Rồi, đó là một cái tem zin. Rồi. Vâng, anh Thương Lê. Way ZX bản mới nhất đây. Nó là một trong những cái dòng mà được các khách hàng ưa chuộng, thích. Giá thì rất là cao hơn Way A rất nhiều, nhưng khi mua cũ nó lại rẻ nên là rất phù hợp. Xe có 7.000 cây đẹp của 2022, 19.800.000. Thật sự nó là một cái phân khúc giá cũng là phù hợp thôi, tại vì nó đã rẻ hơn mới cả tiền đăng ký tiền biển. Các anh em lưu ý những các cái xe lướt này phải tính cho em cả tiền đăng ký và tiền biển, vì tiền đăng ký và tiền biển nó vẫn rơi vào đâu đó hơn 3 triệu đúng không các anh? Đấy, mình phải cộng cả cái đấy vào thì mới tính cả giá xe. Bây giờ họ bán họ mất tất, mình có tất thì các anh em rất hợp lý. 19.800.000 sorry. Zin thì không thể chê, đúng không? Hai khóa đầy đủ. 19.800.000 anh em nhá. Vâng, biển số 29H137114. Rồi. Đời rất là cao, chạy được có 7.000 km thôi anh em ạ. Siêu mới. Lướt của lướt rồi, không có gì để chê cả. Quan tâm làm cho em con này. Quay tháo bán cho em. Anh ơi, bán rồi ạ. Bán rồi anh Thương Lê ơi. Lên cho anh em một cái. Anh Phúc Nguyễn ZX thì 13.500.000 cộng 2,5 triệu anh. Vâng. Đấy, máy zin, đồ đạt sơn thì cũng có bám tiệm một xíu rồi. Được cái là máy zin. Một mẫu gian ớt, hàng của Yamaha, máy 125, đời những năm 2017, bản khóa chia vành trắng. Một trong những cái dòng xe đơn giản là vì nó rẻ mà nó lại mới, đồng nghĩa lại được chất nữa. Đấy anh em ơi, như thế thì còn gì bằng nữa đúng không ạ? Chỉ rồi, có cái chưa thị hiếu được người dân anh em phía Bắc này thôi. Vâng, 2017 anh em nhé, biển 37K180128. Đời 2017, màu đỏ dành cho chị em mình thổ hỏa cho em ạ. Vâng. Đấy, giá thì là em vừa báo rồi. Nãy 15.800.000 thôi, chưa đến 16 triệu cho một chiếc gian ớt Yamaha. Hàng vẫn là câu chuyện của máy zin, hình thức thì đã dọn dẹp ngon lành hết lên rồi. Để thật sự với các trao đổi với các anh em, máy 125 và những cái giá ở tầm 15-8 thì các anh em gần như không sử dụng được những đời 2017 của gần như tất cả những xe gì của Honda. Từ lít 2017 đúng không ạ? Đều cao hơn. Blade 2017, biển Hà Nội. Đây sáng nay em like là 24 mấy đấy, anh có thể quay, khách đều đã đấy đến cọc và lấy rồi. Đấy sáng nay em like cả hai chiếc đều đã được các anh em ủng hộ, rất là cảm ơn. Một chiếc màu đỏ và một chiếc màu xám ghi buổi sáng thì đều các anh em đến lấy và hoặc là đến cọc. Thì các anh em biết dòng Honda nó đắt vượt trội như thế, nhưng sang đến Janus nó còn có 15.800.000 thôi các anh ơi. Rất rẻ, cạnh tranh với Lít 110 hoặc là lần Vision đời đầu, chứ làm sao cạnh tranh được những cái bản 125 mà dòng này đang là máy 125. Đấy anh em thấy cái lợi của xe. Đang rất hỏi con Dream lúc nãy là bao nhiêu tiền? 26.800.000. Máy zin, sơn zin đến thời điểm hiện tại.
sau này anh em có thể tỉa cho em một chút da máy thôi, một chút da máy. À, nắp bình xăng có anh Việt Hoàng, 2017, em có một chiếc màu xanh, giá em mua cũng rất hợp lý, hôm qua đâu đó ra có 18 triệu, anh có thể cân đối, màu xanh GB 2017 luôn ạ. Anh Thương Lê, còn xe quay nhỏ không em? Quay nhỏ vừa xong em lên đây anh. Có một chiếc khách cũng đang có ý định đổi màu xanh biển 36, tí nữa nếu mà khách đổi xong thì em ra lại lên line ngay để phục vụ anh em nhé. Con đấy mua rồi gì ạ? Ok, thế thì màu xanh biển 36 cho em xíu, vâng. Còn con ZX không biết đã anh em đã cọc chưa thì em không rõ. ZX thì chắc khả năng cao em cọc rồi, em thấy có 2 3 anh em đang đứng đợi. Một chiếc FZ nhá. Bản FI anh có thể lên thẳng đồng hồ để anh em có thể nhận ra cái bản FI rất là nhanh bằng cái đèn báo FI đây ạ. Anh em thấy đúng không? Đèn báo FI có phun xăng điện tử. Chưa đâu anh em, chưa cọc ZX đâu anh em nhá. Anh đấy. Em nào cọc thì báo luôn giúp em với ạ. Công tắc dừng tắt máy an toàn, đúng chưa ạ? Đây là những cái hay của cái dòng này. 150. Đấy anh em để ý cho em, đây là cái dàn khung sườn của xe này, cực kỳ chắc và rất FZ mà đúng không ạ? Hàng này nó là thương hiệu rồi, không phải là anh em nào lạ gì với những anh em chơi những dòng xe thể thao cả, form dáng thể thao của Yamaha đúng không ạ? Rất là có tiếng. Nhưng bây giờ giá thì thôi em đã bán trên line này có 18.500.000 thôi các anh ạ. 18.500.000 cho một chiếc FZ thì em nghĩ là cũng chả thể rẻ hơn đâu được nữa rồi, đúng không các anh? Đây, máy này các anh em nghe máy nhá. Vấn đề phát là căng đét là đẹp luôn, ca lôi lầm gì cả. Dáng ngồi thì cực kỳ ok luôn. Đấy các anh em lưu ý cho em cái dáng ngồi của cái bạn FZ này. Đấy. Thể thao anh em ạ. Kiểu dáng cực kỳ nó sport, sport với ôm bình xăng, không cần phải nằm quá, nằm như những dòng G15 hoặc xa hơn nữa đấy thì anh em hay bị đau tay mỏi lưng. Nhưng mà những cái dòng này nó đứng này ngồi nó cũng rất là thoải mái, dễ ngồi. Đấy là cái kiểu dáng của dòng này, đi phượt đi xa. Đấy đang cân đối Exciter 155 thì 50 thì các anh em có thể cân đối cái dòng FZ này giúp em. Vì giá nó cũng rất hợp lý rồi, có 18.500.000 thôi cho một chiếc 2016, em nhớ là đăng ký 2016. Okay, sườn sườn này chắc Yamaha anh em nhìn rất hợp lý đúng không ạ? Đây là cái trục khung của nó nha anh em nhé, lưu ý đây là cái trục khung cực kỳ rắn và chắc luôn, đảm bảo nó là độ chạy với tốc độ cao hay là đi đường trường cực kỳ nó đầm và chắc. Đây là cái hay của lợi thế của những dòng thể thao. Đấy, còn những dòng bình thường như thế này các anh em mà chạy đường trường thì em khẳng định Long, con này bán ra bao tiền em ơi? Rồi, đấy, có một chiếc Way Alpha nhỏ ạ. 51 không anh Kiên, biển 51 ở anh Đinh Thịnh, biển 51 định không còn. Hả? 10.500.000, đấy báo cáo luôn cái giá ra để cho các khách hàng nào đang cần những chiếc Way nhỏ đúng không ạ? Thì thôi nó cũng là những cái dòng đã dọn rồi, nhìn chung là đã dọn dẹp rồi thì các anh em đỡ phải dọn nữa. Sơn lướt rồi hay là nhựa có spa rồi thì thôi anh em mình có thể yên tâm chạy đúng không? Được cái tem này đấy, được cái tem tuy mới nhưng nó là tem cũng gọi là đáng tiền một chút, không phải là tem lô đâu mà để anh em lo đấy. Dọn thì mình đỡ phải dọn đúng không ạ? Ưu điểm nó là Way Alpha nhỏ, một trong những cái mẫu xe mà được các khách hàng rất là ưa chuộng và hỏi. Way nhỏ rồi Way ZX thì em thấy tỷ lệ em bán chạy hơn cả những cái dòng Way mới, khách hàng tin dùng cái loại cũ nhiều hơn cả những dòng cũ mới đúng không ạ? Bên Honda khéo phải cần một cái sự nghiên cứu khảo sát của khách hàng rồi quay lại sản xuất lại những cái dòng Jin Việt Nam hay là Alpha nhỏ hay là ZX lại cho các khách hàng, chứ bây giờ em thấy càng sản xuất các mẫu mới thì các anh em lại càng quay lại tìm các mẫu cũ. Đấy. Không biết là phát triển đi lên hay là phát triển đi lùi. Anh chị em thích nhá mọi người. Đúng rồi. Rất nhiều luôn. Đúng rồi. 10.500.000 điển tình nhưng mà thôi nó dọn sẵn rồi. Sẵn lòng sẵn đi anh em chỉ việc đi thôi. Mới mua về anh em chủ cũ người ta dọn sẵn rồi, bọn em mua về xong bắt đầu bọn em để đấy kê rồi. Sau ngày nay ngày mai thì bọn em sẽ xử lý dọn dẹp. Anh quay cái mặt đằng sau chưa? Đấy. Chủ cũ nha anh em nhé, vẫn còn mới mua về nên làm ra là chưa. Chưa có sờ ba, chưa có dọn dẹp gì cả. Rồi. 10.500.000. Chiếc này à? Ok, nên một chiếc 150 à. Nào, con Juve, em đang hết rồi ạ. Còn con Juve nào tại yếu rồi. Nay này được ngày SH ra nhiều nhá. Một mẫu 125 thôi, đầu tư cả tem 150. Xe 125 nhá. Rồi em tìm các thông số tiếp theo. Đời 2015, đầu 2015, đời cuối cùng của bản khóa chia. Máy 125, đấy, nãy em ra một chiếc 2016 sờ mất cây, thì bây giờ em ra một chiếc 125 khóa thường, đấy anh có thể quay, vừa mới dọn xong, để trong lúc đầu tư thì một anh đã cho luôn quả tem 150 nhìn cho nó gọi là dọa ma, chứ em nhắc lại là máy 125 nhá, kiểm tra bằng số máy, anh em nào trong nghề có thể rất dễ nhận ra với cái đầu máy GF này rồi, đúng không ạ, là máy 125, đấy, dọn rồi thì đỡ phải dọn, đây cũng thực ra là cũng chỉ sơn chút tay sách cộng lướt qua một chút thôi, chứ cũng không có lỗi lầm gì mà phải đầu tư dọn dẹp nhiều. Rồi biển 29D1 anh em nhé, 80936. Đấy một chiếc SH đời 2010
15. 2015 chị ạ? Vâng. 2015 nhá anh em nhá. 125 nhá, tháng 6 2015. Giá để cho anh em mình 46 triệu. Nó là những cái giá rất là mới rồi. Đơn giản là những phân khúc giá hơn 40, hoàn toàn là những cái giá rất hợp lý cho anh em mình chơi SH. Nếu bảo mua Vision hay là mua LED thì thôi, nó là câu chuyện của cao, của đắt. Nhưng sang SH, thậm chí là SH to, đúng không ạ? SH1 thì các anh em cũng là bình thường, những SH to mà có hơn 40, chính xác là 46 triệu, đúng không ạ? Đấy, thì rất là phù hợp rồi. Nên anh em nào có nhu cầu thì có thể cân đối liên hệ, chốt sớm cho em nhá. Nhà đang có một chiếc, gần như là rẻ nhất rồi. Đời tận 2015, máy 125, em nhắc lại là máy 125. Đấy, nên anh em nào có nhu cầu thì liên hệ cho em, dọn ngon lành, đẹp đẽ hết. Lê Hải Long đang hỏi là nhà có Zoomer hoặc là MRX không Zoom? Em không còn Zoomer ạ, MRX hiện tại em cũng đang hết. Còn một con đúng không? Không, cũng không. Còn màu trắng thì phải. Đúng rồi, đúng rồi, còn một con. Em còn con màu trắng đời 2014, chắc tầm 19 triệu 500. Vâng, anh có thể liên hệ. Rồi lên cho anh em một chiếc Win nhá, hàng Win 100. Đấy, cũng có cái sự hot nhất định, được cái là xe nó cứng. Anh ấy cũng mất gọi là hai vòng trong buổi trưa hôm nay thì mới ra được. Máy căng lắm các anh ạ, máy chất luôn, cái đầu bò đẹp. Anh em nghe máy này, bô là không có tân hoa tân teo gì đâu nhá. Đấy, hàng bô nghe anh em nghe tiếng này. Đấy, cộng với cả cái da máy này, anh em nhìn vẫn còn này, cái đầu bò nhìn nó khô. Mới về, đúng không? Vừa mới về, khô này, ốc này vuông, nhìn đẹp. Và anh em nhìn thấy cái đầu bò nó ok không? Đấy. À, 1994 nhá, xe 1995 đăng ký màu hồng, đăng ký hồng là chuẩn rồi. Đấy, bình cốp thì nó cũng lâu năm rồi đúng không? Nó cũng có sơm rôm một chút thôi. Cái con này đầu bò cũng được anh em. Được, đầu bò đẹp. Da máy đẹp này. Đây, Ferrera Oil này. Đấy, những cái made in Indonesia này. Đấy. Rồi. Hàng từ những cái trục này, cái càng này, anh em nhìn này, chân nan thì nó thôi nó cũng xuống rồi. Vành này vẫn còn này, rè này. À, càng này, Mayer này, đều ok hết này. Hay kể cả những chi tiết đơn giản, anh em nhìn cái viền pha này. Đấy, đây là cái gầu gáo xi nhan hay mặt đồng hồ này, đều là của Honda, anh em nhớ cho em, Honda. Đấy, không phải lô gì cả. Máy vẫn đang nổ suốt trong lúc anh em mình like. Đấy, tay nắm này, nhìn đồ anh em. Đúng không ạ? Máy được. Đấy, hàng này, yên này. Cái da yên của nó này, rất là cứng cáp luôn. Anh em nghe máy thích không? Đây cái gầu xi nhan trước này. Còn zin hết này anh em, zin. Đấy, máy vẫn đang nổ này. Chất nhá, căng nhá. Đấy, xe là cứng cáp chắc chắn đấy, để dành cho những anh em nào chọn một chiếc Win gọi là cũng tương tương. Em theo đánh giá trực tiếp giám đốc cũng đã xem hôm kia khi anh ấy mang ảnh đến, hôm nay thì mới giao dịch thành công. Đấy, 1995 Win Indonesia, để cho anh em mình có nhu cầu giá là 18 triệu 500, cũng rất phù hợp rồi đúng không ạ? Từ những cái mặt đồng hồ hay là những cái xi nhan hay là những tay nắm cũ, anh em nhìn đúng không ạ? Vẫn còn, hay là da yên. Đấy, nhìn bộ đằng sau này, đẹp ở cái chi tiết đằng sau này. Anh em nhìn thấy đúng không ạ? Bán ra 18 triệu 500 nghìn anh em. Rồi, 18 triệu 500. 1995, máy vẫn đang xịch xịch suốt. Đây anh em, máy vẫn xịch xịch suốt luôn. Đây con này đầu bò đẹp anh em ạ. Được không ạ? Anh em nào thích quan tâm những số má ra vào nghe thích lắm. Em cũng chạy rồi. Hai anh ấy đèo nhau cơ. Hai anh đèo nhau mà vi vu phố Chùa Hà suốt buổi trưa hôm nay. Vâng, chính xác là suốt buổi trưa. Em phải báo cáo là thôi anh chốt nhanh để em lên like thì các anh ấy mới hạ xuống chốt. Chứ không khéo nếu mà không phải lên like để phục vụ các anh em là chắc anh ấy đưa em đúng lên 6 giờ tối. Từ 12 hay từ 2 giờ chiều. Đấy. Thì thực ra là bác ấy cũng yêu xe. Thứ hai là bác ấy chọn cho vợ nên thành ra nó hơi mất thời gian, chứ nếu bác ấy mua thì chắc có thể nhanh hơn. Bác ấy đổi sang Vision. Vision một ngày rất là chuộng chạy về Vision. 18 triệu 500 thôi cho một chiếc Win. Hàng cũng là mộc, cũng là đều, cũng là đẹp đấy ạ. Vâng, một chiếc xe Jeep đúng màu anh em nhá. 2018, rồi. Đăng ký 2019 lại được màu ghi. Đây là những cái màu không phải lúc nào cũng sẵn có, trắng đỏ đen. Trắng đỏ thì em thấy rất nhiều, đúng không ạ? Nó là phổ thông. Nhưng mà ghi này nó là màu gần như là những cái màu đẹp. Thiếu mất một chút nhược điểm là cái tem. Đấy, anh ấy lại không thích Jeep. Chủ báo cáo luôn, anh ấy chủ động bóc luôn. Đấy, tự lấy tay mình gọi là bóc rồi bóc. Tự rồi, tay bóc tem. Rất là phí. 98 Bắc Giang anh rồi. Em ạ. Biển 98B343527 vừa một mới vạn mua về 7 sau. Thôi các anh em ơi, đây anh quay lên trên này. Chạy có 1 vạn 7, lốp còn zin cả lốp trước, lốp sau. Đúng không ạ? Thế thì còn zin lốp trước thì phải, có một lốp 28, còn một lốp anh bảo vào đinh thay ở 29, em không nhớ lốp nào. Anh em nghe máy này. 1 vạn 7, đúng không ạ? Mua mới là 39, có đăng ký ở tỉnh thì cũng lên hơn 40. Nhưng mà bây giờ nhá, để giá cho anh em mình 9 triệu rưỡi thôi, chưa bao dọn, có rẻ hơn được nữa không? 9 triệu 500 nghìn Jeep 2018. Ồ thôi rẻ quá nhỉ, 29 luôn. 29 luôn, anh pha kính đẹp này. Ôi, đúng bản màu. Đúng rồi, màu ghi nữa em. Có khả năng là em phải rẻ, rẻ chưa hỏi ý kiến sếp. Rẻ đấy.
Còn đây anh em nào có nhu cầu thì chốt nhanh giúp em nhá. Cũng có thể là em chốt nhanh, chốt lỗi nhưng mà thôi, không sao, đọc được là để cho anh em mình. Đấy, thì đằng nào các anh cũng phải mất một chút như là cái tem trước hoặc tem sau thì thôi em cũng đánh xuống giá đấy là phù hợp rồi. Đơn giản là vì nó đẹp, anh em nhìn cái pha này, đúng không? Đấy, trong veo hay là những cái lốp đây, nói là còn luôn, các anh em có thể xem cùng với em cái lốp 2018 bên kia. Máy chất lượng nha anh em nhá, con này máy chất lượng đấy ạ. Đây các anh em nhìn lốp này, tuần thứ 40/2018, anh em nhìn được không? 40 ốc trục này. Đấy. Đánh lên được thì mới nhìn được cái ốc vuông nét hay cái mực xanh của Ibiazo. Ibiazo hay chấm mực bằng màu xanh, màu vàng nhá. Anh nào trong nghề có thể thấy không phải màu vàng của Honda đâu, nó chấm thi thoảng màu xanh cơ. Đấy, tất cả zin hết các anh ạ, zin hết, đẹp lắm. Đấy, anh nào có nhu cầu thì chốt cho em, lúc đầu nhìn em cứ tưởng là dán nhưng mà đây là lớp sơn zin mà đẹp thế này thì chê làm gì nữa đúng không ạ? Cứ thế mà vào việc thôi. Yêu thương vô cùng. Rất hợp lý, rất hợp lý. Vâng. Dường như anh nào đi cao to đẹp trai. Ra cao to đẹp dai đi tán gái đâu bình thường mà đúng không anh em nhìn thấy không? Nó rồi. Lòng đấy nó đi đẹp được. Mà dáng zip cũng rất là đẹp luôn không sao lên đi nó khỏe. Lên SH lên Vinh SH anh Vinh Phạm em lên luôn đây SH đằng sau 150. Trong lúc đợi anh có thể xem cùng các chị về một chiếc lít này nhá, một chiếc lít 110 bản chân chống điện rồi. Vần gồ chân chống điện anh em. Dọn dẹp xong xuôi đâu đấy hết, đúng không ạ? Nhìn riêng cái xe của các chị em phụ nữ là bên em xếp có thống nhất cứ về để thật đẹp. Các anh thì bảo để xấu xấu đi Jeep, cũng được. Xe Jeep bán ra có 9.800.000 thôi. Đúng không? 9.500.000. 9.500.000 thôi. Rẻ quá đúng không? Rẻ quá. Anh em đang báo rẻ quá anh em ạ. Anh em chốt nhanh nhá. Đấy, nhiều khi là em cũng hay gọi là tiện mồm đi chơi xa, không sao. Cứ rẻ hơn là được biến. Được là anh em hưởng hết. Cố gắng anh em bán khách hàng nhá. Anh em thợ ấy thôi để cho em giao lưu với khách hàng thôi chứ anh em thợ vào lại mua xong lại bán cao hơn. Em mang tiếng chết. Chắc chắn là con đấy nếu mà anh em thợ thuyền đúng biển đúng tỉnh con đấy là hợp tình hợp lý đấy, tại vì 2018 bán ra có 9.500.000 thì em nghĩ là quá yêu thương rồi. Yêu thương đấy. Rồi. Và lại nó lại là được là bản đăng ký còn tận 2019 cơ chứ không phải 2018 đâu. Đọc 2018 này em chỉ đọc cái tem gáy sản xuất thôi. Vâng. Rồi sang một chiếc lít nhá, dọn anh dẹp xong xuôi hết rồi. Màu trắng 110 bánh gồ chân chống điện. Đấy anh em nào quan tâm 13.500.000 2011 13 triệu thôi. Đã thế thì anh em mình đã tiện mồm đi xa thì xa hết luôn. 13 triệu nhá. Anh em ơi, này, chị hợp lý luôn. Dọn đấy, hết lên rồi. Chút nha anh Nguyễn Văn Quang đấy. Nhá. Nghe máy này các anh em này. Thực ra là với cái phân khúc hơn 10 triệu để chọn những cái mẫu lít hay là những cái mẫu Vision thì những cái đời chót này là phù hợp. Máy 110 em đang nói cái đời đầu thôi chứ không nói về đời sau. Thì cái đời này là hợp lý, gần như là được nhiều các chị em chọn ứng nhất. Đơn giản là các chị em với cái số tiền hợp lý đúng không ạ? Nhưng lại tính năng công năng lại ok. 209, 210 cũng được, nó rẻ hơn. Nhưng mà các chị bảo cùng đằng nào mình cũng lấy cái tầm tiền hợp lý thì chọn cái đời nó chất của cái form dáng này thì nó phù hợp đúng không ạ? Đây, cốp rất rộng, cốp xe rất cứng cáp. Cốp rộng này. Và giá tiền yêu thương. Yêu thương. Giá thì cũng tình yêu cơ. 13 triệu đúng không ạ? Rất hợp lý rồi. Em đã đưa ra những cái giá rất hợp lý. Biển 29V702187. Vâng. Bánh gồ chân chống điện anh em đi. Đây mọi người đi bình thường những dòng lít xe kia thì là anh em đề là không nổ như này. Một phát xuống là tắt luôn. Tắt luôn. Rất là an toàn cho anh chị em. Biển gì đấy shop? Anh ơi, bánh Quang Huy ơi, biển Hà Nội luôn. Vâng, lít biển Hà Nội nhá. 2187, anh em sinh năm 1987. Anh Lê Hải Long đang bảo trừ lương thằng Thiệp, thằng Cụ Thiệp cái đi. Vì bán xe rít rẻ tiền. Anh bảo gì? Trừ lương Cụ Thiệp. Trừ lương thì mày bán rẻ tiền quá, có 9.500.000 còn xe rít. Nói nhỏ thôi. Anh ơi, nói nhỏ anh em biết thôi nhá. Nói to là sếp em trừ thật, đang đầu tháng giai đoạn tính lương. Anh đọc thế em trừ thật, chết em. Sau em lại không lên đọc thấp được. Chuẩn bị có lương anh em ạ. Giai đoạn nhạy cảm. Không sao, không sao, để là để cho khách hàng, em rất thích những khách hàng đến bên em là quý rồi. Thôi mình mua rẻ mình lại bán rẻ lại. Đúng rồi. Đấy. Chị em mai sau không dùng lại bán lại cho em. Nhớ là bán lại cho em nhá, hứa rồi đấy. Rồi. Một chiếc 150. 150 nhá. Em lại còn chiếc này em còn phá giá thị trường nữa cơ. Đấy, một số các shop đang nhận 150 giá mua toàn 5x, bên em bây giờ bán ra luôn 5x. Anh em có tin được không? Mà khóa smart key chính hãng nhá. Zin chính chủ anh em nhìn này, có thể kiểm tra bằng cái mã vạch này. Những anh em trong nghề có thể kiểm tra. Mặt xanh và đặc biệt nó có một cái hốc phụ bên này. Đấy, hay là những cái tem gáy, anh em có thể thống kê cho em tất cả cái chi tiết nó đều chuẩn hết. Đây mấy con nó gì? Đấy, để thấy được là xe 2016, máy 150, đầu máy KF. Đời này chỉ có một khóa nhá, Honda sản xuất vậy, không phải là bên em thiếu hay là chủ không đưa. Để anh em có thể yên tâm, nó là gần như đây những cái tem này là chỉ có nhà máy mới có cái lúc xuất xưởng này. Mã vạch đây này. Đấy, mã đánh chìa đấy, cái mã đánh chìa anh em nhìn này.
zin đẹp, đồ nó mộc. Cái lớp bóng, anh em nhá. Vâng, cái lớp bóng này là thôi kỹ thuật họ lau nhá, không có ảnh hưởng gì đâu, không phải là dầu đâu các anh em ạ. Đây một lớp dầu xi bóng thôi chứ không phải là cái gì gọi là sơn đâu, không phải sơn. Nhiều anh em nhìn xa cứ tưởng là sơn nhưng không phải nhá. Đây là cái lớp dầu bóng anh em. Đấy, 150 này. Đây là 150 chuẩn chứ không phải là lên. Chủ cũng sport, cũng tem đỏ, cũng vành đen, cũng là tay sách đen. Đấy các anh em thấy. Mặt nạ đen, mặt nạ xanh. Mà giá thì thật sự là thôi, gần như là không thể rẻ hơn được nữa rồi. 55.500.000 bao cả dọn cho anh em xong xuôi hết. 150 nhá, anh em nhớ cho em là 150/2016 mà có 55.500.000. 55.500.000 anh em nhá. 150. Anh em có thể nhớ những lúc vừa rồi em like 12552 hoặc những chiếc 125 khóa chìa 46 thì anh em ơi, 150 còn có 55.500.000 thì đây là những cái giá mà em cũng thật sự là bất ngờ. Rẻ gọi là rẻ ơi là rẻ rồi, chả thì rẻ hơn được nữa rồi. Đấy, anh em nghe cái máy 150 này, kéo lên cái là nó chắc. Bình thường những cái dòng 150 nó hay cộc cộc, nó rồ ga to đấy, nhưng mà chiếc này là siêu êm luôn. Đây các anh em có thể nghe cùng với em cái tiếng máy, đúng không ạ, gọi là siêu siêu êm luôn. Đấy, máy nhá. Cam kết với các bác là máy móc nguyên zin nhá. Có thể đây, anh vào đây một chút nữa cho các anh em nhìn cho nó thoải mái để thấy được cái zin của xe, đúng không? Biển này được biển Cầu Giấy chưa, hàng máy zin đấy, để anh em mình chơi SH có thể tự tin luôn. Giá thì có 55.500.000 thôi, không thể rẻ hơn được nữa rồi. Còn về an ninh thì em cam kết luôn là chính chủ đầy đủ hết, giấy tờ hay là chứng minh thư chủ xe chả thiếu cái gì. Vì anh chủ anh sang tên lại để anh ấy đi cái đợt sau 2017-18 gì đấy, anh cứ lăn tăn các thứ, thế là anh ấy sang tên luôn. Đấy, em mua vành càng rồi lên sport, sách đã được lên sport màu đen rồi anh em nhé. 55.500.000 và 150 thì làm sao mà rẻ được đến thế, rẻ quá. Rồi em ơi, lên tiếp một chiếc xe 82 anh Dũng Porsche Transit rẻ như lợn chết. Hợp lý mà anh, con đấy hợp lý mà. Lúc này không mua thì lúc nào mua được các anh ơi. Nếu anh đang có nhu cầu, anh nào vừa hỏi em lúc nãy SH ấy, thì cân đối cho em. Đúng ạ. 150 nhá các anh em lưu ý, bình thường những cái dòng xe mới, những cái giai điện đỉnh điểm 150 125 lệch nhau 18 triệu, còn những lúc rẻ nhất nó cũng phải lệch nhau 12 triệu. Thế nếu mà cứ cho bình thường 15 triệu thì các anh em hình dung xe này 125 nó còn bao nhiêu tiền. Đấy để anh em thấy được cái dòng 150 vô tình nó lại rẻ như thế. Còn có 55.500.000 em cũng ghi nhận bằng A-Blade, một chiếc A-Blade mới bây giờ 150 các anh phải bỏ ra tận đấy tiền. Đó, phải báo cáo các anh như vậy. Rồi, một chiếc 8250cc nhá của anh Sáng. Không quá xa lạ, không quá xa lạ nữa rồi, đúng không ạ? Vân gỗ, bây giờ tìm được những cái 82 vân gỗ. Anh em quan tâm dòng cổ nhá anh em nhá. 50cc của anh Sáng, biển đít 68, rất là zin, zin tất tần tật luôn anh em. Tốt bằng ruột, đấy. Nó theo thời gian nha anh em, theo thời gian anh em. Nhìn tìm bánh bánh tam nam một xích này. Đấy, biển thì có thể biển anh em đăng ký lại nhá. Biển đít 68 này, rồi. 01468. Đấy, chưa trong quá trình like rất nhiều đúng không ạ, cũng rất nhiều các khách hàng cùng xem là chưa thấy một lỗi gì, chưa thấy một lỗi gì để chê. Với tất nhiên là nhược điểm thì xuống ý em là chưa thấy một cái đồ like gì ạ, còn nơi nó xuống màu theo mấy chục năm thì anh em cũng phải chấp nhận qua. Còn lại tinh thần của xe là zin, anh em biết đồ zin mà đồ đẹp. Anh em nhìn mặt bình xăng đẹp không? Đấy, rất là đẹp. Đây mặt trên này anh em nhìn, mặt trên rất đẹp nha anh em nhé. Vâng. 82 hơi 50. Duy nhất là cái đồ da máy, nói thật với anh em là hơi tiếc, hơi phí. Đồ da máy nó hơi bị sùi sùi. Chị có nhớ xếp like giá gần nhất là bao nhiêu không? Like giá gần nhất là 49 triệu đồng. 49 triệu. Rồi, thôi em hôm nay xuống thêm cho anh em 200 thì tránh số 49 ra chắc mới có duyên. 48.800.000. Anh em nào có nhu cầu hãy đến với một chiếc 82 hơi 50 hàng máy zin. Tổng dốc không vành này cho anh. Chị xuống, em xuống một bậc, chị xuống chị em xuống hai, chị xuống cả năm luôn đúng không? Không sao. Đấy, cứ lợi cho khách hàng là được. Tại vì thực tế các anh em ạ, buôn thì có những cái chiếc thành công nhưng cũng phải xác nhận là có những chiếc thất bại. Hiển nhiên những chiếc này thì thôi, nhiều khi cũng có thể là bên Hoàng Kiên em chơi xe, chơi thì chấp nhận là nó tụt rồi. Lỗ, chính xác là lỗ chiếc 82 này. Có buổi live trực tiếp tại nhà anh Sáng, các anh em có thể xác định xếp em nhập chiếc này là 52 triệu cơ. Đấy, đến thời điểm hiện tại bán 485, sau một thời gian ở nhà cũng được chăm sóc, gọi là lau chùi hay là live stream chi phí thì các anh em biết là với giá này thì thôi cũng gọi là úp mặt vào sông quê rồi. Buôn bán thế này thì cũng đang chờ đón tất cả anh chị em nào đang lên cái dòng 82 xe cổ đẹp, máy zin, sơn zin, chính xác. Chỉ có đôi da máy nó hơi sử dụng không có nhiều đâu em rồi. Phải nói thật sự không đi, tại tự nhiên nó có da này vì nó không có nhiều trên thị trường nữa anh em. Mấy chiếc 82 do đoạn vừa rồi về gần như là bán hết đấy. Còn như là bán hết tín, giá lại minh bạch. Cảm ơn đúng anh rồi ạ. Lê Dũng. Đây.
42 triệu, à 48 triệu 500. Lỗ rồi. Tóm lại là anh em 48 triệu 500. Em tắt đèn flash được không? Chói. Ở đây anh em ạ. Đấy, nhiều khi là tôi cũng mong anh em đến đây mua xe mặc cả, đừng mặc cả nữa. Rồi. Lỗ. Từ gương nhá, gương này cũng còn để các anh em chơi sinh nhan hay pha hay yếm zin hết, các anh em cứ đến thưởng lãm hay là ngắm hay là coi như là trải nghiệm một chút, đúng không? Nó là những dòng xe cổ. Nhắc lại, thị trường không còn nhiều. Em cũng là rất là muốn mua những chiếc 82 đẹp, những chiếc 82 chất, nhưng không còn nhiều. Thì thôi, để anh em nào thật sự có duyên nhá thì có thể đón em nó. Có anh Cường Ngọc ơi, bên em vẫn mua 82 còn... đẹp, vẫn mua xe. Đúng rồi, em vừa mua 2 chiếc, anh em có thể xem 2 buổi live gần nhất đều mua và đều được anh, anh em đã anh bán. Giá bán bao nhiêu? 48 triệu 500 nha anh Hưng Mai nhá. 48 500. Lỗ đây rồi. Thêm một chiếc của 84 xanh sao. Rồi, có câu chuyện là một cái màu gà zin bản từ những năm tháng đấy theo như lời của anh nghệ sĩ tóc dài để lại. Đấy. Anh em mang bán 23 triệu đấy. Để lại cho các anh em dùng hết. 23 triệu thì cũng là của các anh em. Đúng không ạ? Đồ cũng zin, xe cũng đẹp. Đấy. Giá thì lại rẻ. Nhược điểm thì cũng chắc là do màu các anh em kén hay sao, chứ em thấy nó cũng so với một chiếc 82 84 thì em thấy nó là được mà các anh. Hàng không đề giận, đúng không? Tùng Thanh đang hỏi bảo con là 30 được không chị nhỉ? Tại vì có bếp một like sang. Không nhớ được, chắc anh đi một vòng không, trước đấy thì anh biết giá lâu rồi. Sao mà con 82 50 mà anh trả em 30 hơn 30. Em vớ cả mõm anh ạ, chết. Ở đấy thì không như nhưng quay đầu về sông quê mà em còn phải tìm luôn, không lên sóng được luôn. Cái đấy không gọi là tím lịm nữa mà là tím ngắt rồi, không vào việc được anh nhá, phải cao hơn. Em mua cũng lỗ nhưng anh để cho em lỗ từ từ. Lỗ nhẹ thôi. Anh Trần Văn Tà, 100 triệu hiện tại là rim 100 triệu nó không còn. Vâng, mời các anh em đến với một chiếc xanh sao, hơi 50. Hơi 50. Vâng, giá thì cũng hợp lý, đồ đạc vẫn còn đồ tương đối. Trần Văn Tí. Rồi, đây rồi. 18 triệu 500, đúng không ạ? Buổi live trước, sếp em có báo 18 triệu 500. Em mà thôi em về 18. Đấy, nếu đã thế thì thôi mấy chiếc này tôi xin phép giám đốc là cứ cho chủ động xuống để anh em nào có tiếp cận có duyên thì có thể tiếp cận với xe một cách đơn dễ nhất, đúng không ạ? Đây. Nó cái chân em hơi dài nên nó vướng cái ga đằng sau này, nó không gạt lên được, để giận để khéo. Đây, đồ nó vẫn là rất là ok nhá. Từ cái tem này là còn đấy các anh này. Đấy, nó tất nhiên nó tối màu. Nhược điểm thì nó cũng gọi là xuống màu một vài vị trí rồi, các anh em có thể nhìn thấy. Nhưng mà ưu điểm thì nó là một những cái trong những cái gọi là cổ điển, hoài cổ, hoài niệm của rất nhiều những anh em nào đã từng chơi từ những năm 84. Thôi thì về tuổi đời em còn thấp hơn xe này nên là cũng chỉ nói là xe cổ thôi. Chi tiết thì bên em có giám đốc Hoàng Kiên đã thẩm định, đã mua, cũng đã like chi tiết rồi. Đấy, thì trên like em để còn 18 triệu. Thật sự đây là những cái giá cũng trao đổi với các anh em là toàn những cái giá mới. Tiếp năm cũ. 5 triệu. Từ lương 5 triệu. Nghe thông tin vừa like cứ thấp thỏm chết thật. Chị Dung thi thoảng thả câu toàn thấy trừ lương thôi này thì. Rồi 18 triệu đồng nha nha nha. 182 xanh sao. Anh em nào quan tâm thì rất yêu thương và hợp lý. Rồi. Đấy, làm cho em con này và đặc biệt là những cái dòng xe hiện tại đã có mặt nhà em rất là nhiều nha anh em nhá. Những chiếc Dream hơn 3.000 cây. Đấy, chỉ cần nhấn mạnh như thế là anh em có thể hiểu. Không có gì để chê, chả có gì thay thế. Đồ zin đồ đẹp. 7 triệu rồi. Em vẫn like 67 mà. Ừ. Đúng rồi. Thực ra là thôi để anh em nào có duyên thì đến đón sớm, kê về nhà chơi sớm. Anh, tấn tông 16 củ vỡ mồm. 18 anh. Triệu anh ạ. Em mua nhớ không nhầm là 16 triệu 500 hôm anh nghệ sĩ tóc dài xếp em cộng 3 là 19 năm, nhưng hôm nay em mạnh dạn là thôi đưa xuống còn 18 thôi. Cộng rồi. Ít ăn mỏng đúng không ạ? Đời Việt Nam. 2013 anh em nhá, đời chót rồi, đời cuối cùng một chiếc 3.700 cây. Yêu à, thương vô cùng, 67 triệu thôi. Triệu đồng. Về giá zin rõ là nó cao, không ai cào bảo thấp. Nhưng nó đẹp, nó có 3.700 cây. Các anh ơi không có nhiều, thật đúng sự rồi. Đây là những cái sản phẩm mà đây cũng là kê để ngắm. Chính xác là bọn em nhiều khi cũng có những cái gì đấy ra ngó ngó đúng không ạ? Để mua một cái nào đó để tì, để biết được là đây nó mới là đẹp, đây nó mới là 3.000 cây. Đấy, không có nhiều. Trong nhà nếu anh em nào đã từng chơi hoặc từng có cũng có thể thấy đúng không ạ? Ngắm cũng đã thấy sướng rồi. Đấy, riêng chơi gym nó có cái thú vui đấy. Duy tất nhất nhà em chỉ còn một con duy nhất 3.700 cây ngày hôm nay thôi. Là thì để xe này đang bán ra với giá là 73 triệu đấy ạ. Vâng. Nhưng mà ngày hôm nay thì thôi, theo thời gian mà theo thời giá, trong Tết là bọn em đang bán 73 triệu. Hôm nay 67. Rất không hợp chơi ý. Được. Vâng. không nó không cao được nữa thì thôi anh em lại hạ xuống để cho anh em tiếp cận và cho anh dễ em nhất. Dễ,
dễ mua nhất đúng vâng. không? Đấy, đang bán ra với giá là 67 triệu nha anh em nhé. Anh em nào quan tâm 3.700 cây thực sự luôn. Vâng. Đấy, anh em nào thực sự yêu thương, yêu quý, thích những cái dòng Dream Việt Nam đẹp thì vâng. anh em nên quan tâm con này giúp em. Vâng, anh Phạm Đình Hùng, cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn tất cả các anh em đang có mặt trên cả hai bếp đang ủng hộ xe máy Hoàng Kiên bên em nhá. Vâng, rất là nhiều những dòng xe đang chào đón tất cả anh chị em đấy ạ. Những cái dòng SH, Amalek, Lead Vision và những cái dòng xe số đấy mọi người nhá. Dòng thể thao bên em cũng có đấy ạ. Anh em nào mà quan tâm mà thích mua những cái dòng xe gì thì có thể inbox trực tiếp cho các bạn nhân viên bên em giúp em mọi người nhá. Vâng. Anh em nào còn comment nào để bọn em trả lời không ạ? Ok, cảm ơn vâng, tất cả các anh em nhá. Còn rất có nhiều ạ. Vision 37 không ạ? Có đấy, Vision 37 lúc nãy có mà nhỉ? Không, đấy là da nớt. Sorry, okay. Con này em nhớ là da nớt. Vâng. Dream Việt hả bạn? Đúng rồi, anh Tấn Đông ơi. Dream Việt. Dream Việt Nam. Thái thì phải cao hơn. Ok. Giá thì những cái dòng này nói thật ra là duy nhất nhà em chỉ còn một con duy nhất ngày hôm nay thôi. Đúng rồi. 3.700 cây thôi, không có. Em nào có duyên thì có thể đón em nó. Đẹp dai một ngày đẹp rời. Đón em về. Con SH nhập khẩu nhỉ? Vâng. Đây đi đây lại nhưng mà cũng đúng tình cờ thôi. Đúng lúc, đúng đấy. Thời điểm là đón được. Đấy, nhiều khi nó là một cái duyên, đúng không ạ? Những cái dòng xe cổ đơn giản nó không có nhiều các anh em ạ, có một chiếc để gặp đúng người là nó kết duyên thôi, đúng không? Đấy. Rồi, Uenfa. Uenfa hiện tại nãy em có like mấy con 110, 100 đều có hết. Vâng. ZX ạ. Anh em nào quan đủ tâm đấy, đến thời điểm hiện tại cả 100 em cũng có nhá, để được. Anh em có các nhu cầu có thể liên hệ chốt. Vâng, các anh em liên hệ trực tiếp với các bạn nhân viên okay. online giúp em nhé. Vâng. Chắc là cũng muộn rồi, hai chị em xin phép xuống live. Vâng. Hẹn anh em vào buổi trưa ngày mai. Dạ, vâng. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người buổi tối luôn vui vẻ, mạnh khỏe, tràn ngập yêu thương. Anh em muốn mua những dòng xe gì thì có thể liên hệ trực tiếp với các bạn nhân viên online bên em nhé. Vâng. Kiên luôn uy tín và chất lượng ạ. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Ok, xin chào mọi người.